Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì cũng lại quay lại về cái chiếc đồng hồ. Thì tôi nói với quý vị và các bạn rằng là trong cái quy định của luật dân sự và cả luật hình sự nữa có nói về thời hiệu khởi kiện. Thì trước đây chúng ta có những cái thời hiệu khởi kiện về thừa kế. Thì thời hiệu khởi kiện thừa kế theo luật dân sự năm 2005 là 10 năm kể từ ngày mở cái thừa kế, tức là kể từ ngày có cái người để lại di sản đó chết thì ta tính như vậy. Tôi có một cái vị khách hàng, họ đến với văn phòng vào những năm 2008, thì tính kể từ khi mà người đó mất thì đã hơn 11 năm. Và các bạn biết rồi, thì khi mà nộp đơn khởi kiện đến tòa án thì tòa án không chấp nhận cái vì hết thời hiệu khởi kiện. Và trong cái quy định trước đây, nếu như trong trường hợp hết thời hiệu khởi kiện thì chúng ta có một cái con đường thứ hai nữa là phải có văn bản xác nhận của các đồng thừa kế là tài sản này chưa chia. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi, những cái người quản lý tài sản thì họ không bao giờ họ ký những cái văn bản này cả. Và tôi cùng với một cái luật sư cũng khá nổi tiếng, cả hai đều làm một cái gọi là đơn kháng cáo cái quyết định đình chỉ đó. Và cuối cùng thì cái quyết định đó vẫn không được xem xét. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi nói quý vị và các bạn trong từng loại cái hình cái giao dịch. Hôm nay theo quy định của Bộ Luật Dân sự, thời hiệu khởi kiện là 30 năm kể từ ngày mở thừa kế. Mở thừa kế chúng ta hiểu nôm na nó là ngày mà có người để lại tài sản chết. Ví dụ như chúng ta sẽ tính như thế này, tôi có ba và mẹ, thì khi mà ngày mở thừa kế ba tôi chết rồi thì ngày mở thừa kế là ngày 2008. Ví dụ tới 2030 mẹ tôi mới mất thì thời điểm mở thừa kế của mẹ tôi là 2030. Quý vị và các bạn nhớ nhé. Thì tùy trong một số giao dịch thông thường thì có thời hiệu, thì tùy theo cái giao dịch, có những cái loại giao dịch thì thời hiệu là 2 năm, có những giao dịch dài hơn. Tuy nhiên thời hiệu là gì? Thời hiệu là trong thời hạn đó mình được phép khởi kiện ở tòa án để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Còn nếu trong trường hợp không có cái hết thời hiệu thì chúng ta sẽ không có được tòa án chấp nhận. Thông thường thì trong cái nghề luật sư mà hiện tại các bạn biết rồi, nghề luật sư của chúng tôi là phải cần cái yếu tố thời gian và cần phải có sự mài dũa để cho gọi là cái kiến thức nó cô đọng lại, đúc rút ra những cái kinh nghiệm. Thì không phải trước đây thì khi nhận một cái vụ kiện thì tôi lại đưa đi thẳng vào nội dung. Tuy nhiên thì những năm gần đây thì ở một cái phần tinh ý hơn, và hôm nay cũng chắc chắn là có một số anh chị em luật sư đồng nghiệp, thì chúng ta trước tiên chúng ta sẽ xem về thời hiệu trước, và nếu như trong trường hợp thời hiệu khởi kiện không còn thì chúng ta sẽ làm như thế nào để xác lập lại thời hiệu khởi kiện. Còn nếu như trong trường hợp mà để mà đi một cái vụ kiện dài, vừa tốn thời gian, công sức và tiền bạc mà chúng ta không đạt được gì cả thì rõ ràng nó sẽ rất là tội nghiệp cho những người khách hàng của chúng ta. Quan điểm của tôi rằng là cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ, tôi sẽ coi cái mối quan hệ tranh chấp là cái gì. Mối quan hệ tranh chấp có thể là thực kế, mối quan hệ tranh chấp có thể là tranh chấp quyền sử dụng đất, có thể là ly hôn, chia tài sản chung vợ chồng, và chúng ta xác định được cái quan hệ tranh chấp này có được luật pháp quy định và tại điểm nào, và thời hiệu cho cái việc khởi kiện của chúng ta nếu chúng ta là nguyên đơn.
Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này, tôi rất là quý trọng thời gian và tôi đưa cái thời gian này cho quý vị để quý vị biết rằng nếu trong trường hợp bất kỳ một cái giao dịch dân sự nào, nếu trong trường hợp có tranh chấp thì chúng ta xem điều đầu tiên đó là thời hiệu khởi kiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn.